Sếp Bamboo Airways nói không cần cơ quan quản lý phải nhắc, nếu đưa thêm máy bay về mà có lãi, chúng tôi đưa về ầm ầm. CEO Bamboo Airways Lương Hoài Nam đưa ra khẳng định rằng việc tăng số lượng máy bay là cần thiết để hạ giá vé máy bay nội địa. Ông cho biết thêm, hiện nay thị trường thế giới vẫn còn tàu bay nhưng mức giá thuê khá cao. Vị CEO này nói rằng việc bay nội địa có lãi trở nên bất khả thi khi chi phí và các và giá trần làm cho việc có lãi xa vời. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng thiếu tàu bay toàn thế giới làm cho giá thuê tăng 20-30%. Còn việc tăng trần giá vé máy bay không làm tăng giá vé máy bay mà giúp các hãng hàng không hoạt động có lãi, ông Nam nói thêm. Cho dù vé máy bay đã giảm nhiệt trong tháng này, nhưng chủ yếu là ở các khung giờ đêm. Vì thế, để tiết kiệm chi phí, nhiều người phải thay đổi thói quen đi du lịch khung giờ buổi tối.